Sài Gòn nổi tiếng với rất nhiều những món ăn ngon, trong đó ốc là một món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích và đã trở thành đặc sản của người dân nơi đây. Ốc Sài Gòn không có nguyên liệu cầu kỳ phức tạp, thế nhưng điều làm nên nét đặc sắc cho món ăn này chính là cách chế biến đầy sáng tạo, mang đậm dấu ấn ẩm thực địa phương. Người ta lập tức nhận ra những món ốc ở đây nhờ sự đậm đà về hương vị, có cay nồng, có béo bùi, có chua chua ngọt ngọt, khác với vị thanh tao nhẹ nhàng của ốc Hà Nội, ốc miền Trung. Nếu ở Hà Nội, mọi người đã quen thuộc với những món ốc hấp cùng nước chấm tuyệt ngon, thì ở Sài Gòn lại hoàn toàn khác. Ốc Sài Gòn béo giòn, tươi ngon, được đảo trên chảo nóng với các loại sốt đa dạng, phong phú, mang đủ các hương vị vô cùng hấp dẫn. Những món ốc Sài Gòn ngon phải kể đến là ốc hương sốt trứng muối, ốc cà na xào me, ốc móng tay sốt bơ tỏi và đặc biệt là ốc mít sốt dừa. Với những món ốc sốt vô cùng hấp dẫn này, đầu bếp địa phương phải rất khéo léo để chế biến thật ngon nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của các loại ốc. Điểm đặc biệt của những món ốc Sài Gòn không chỉ ở nước sốt ngon mà còn ở những nguyên liệu nhỏ đi kèm như tóp mỡ, lạc, tỏi, giúp món ốc trở nên hoàn hảo. Không chỉ đa dạng về cách chế biến, các món ốc ở đây còn được trình bày vô cùng đẹp mắt, kết hợp với mùi thơm hấp dẫn, mang tới cho du khách một món ốc ngon trọn vị. Những con ốc thơm ngon được phủ lớp sốt đặc trưng bóng loáng, kèm theo vị béo ngọt, chua cay chan hòa, nhâm nhi thật thú vị. Đi kèm với các món ốc không thể thiếu bánh mì nướng giòn vừa tới. Món này chấm kèm với các loại sốt ốc thì ăn mãi không thôi. Nếu có dịp ghé thăm Sài Gòn, đừng quên thưởng thức những món ốc siêu ngon này nhé!